Vụ học sinh lớp 6 không đọc được chữ, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp lên tiếng. Tòa Bạch Ốc, hoạt động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan có khả năng gây bất ổn. Trung Quốc cáo buộc Mỹ bá quyền, dọa tung đòn đáp trả. Nga rầm rộ đưa tên lửa, xe tăng tiến về biên giới Ukraine. Núi lửa ở Caribe phun trào sau nhiều thập kỷ, hàng nghìn người sơ tán. Trung Quốc tung hàng tỷ đô để kiểm soát truyền thông thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 10 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu mục điểm tin sáng ngày hôm nay, như thường lệ, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, trước hiện tượng một số học sinh lớp 6, trường Tân Mỹ, huyện Thanh Bình không đọc được chữ. Lý giải nguyên nhân, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp vào hôm ngày 8 tháng 4 cho biết, việc học sinh chưa bảo đảm chuẩn kiến thức xuất phát từ việc các cơ sở giáo dục thực hiện chưa tốt việc dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. Thậm chí, có cơ sở giáo dục còn gây áp lực cho giáo viên bằng chỉ tiêu thi đua không phù hợp. Sở này lưu ý, thực trạng này chỉ là hiện tượng cá biệt. Trước đó, báo chí trong nước phản ánh, một số học sinh trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đọc, viết khó khăn. Có em đọc không liền câu mà phải đánh vần, viết chữ sai chính tả nhiều. Trong số đó, có hai em mặc cảm với bạn bè nên bỏ học. Báo Dân Chí dẫn lời ông Lý Bảo Việt, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Bình cho biết họ đã làm việc với trường Tân Mỹ để tìm hiểu sự việc, động viên các em học sinh xem có vướng mắc gì để hỗ trợ. Riêng trường hợp hai học sinh đã bỏ học, trường đi đến vận động các em nhưng vẫn chưa đi học lại. Còn lại 4 em chưa đọc thông viết thạo, trường đang tìm nguyên nhân để giúp đỡ. Theo ông Việt, đa số các em rơi vào trường hợp chưa đọc thông viết thạo có gia đình hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, theo VOV, 4 bí thư của các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh hôm ngày 9 tháng 4 có cuộc gặp trực tuyến với bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong cuộc họp mang chủ đề thắm tình hữu nghị, chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển. Cuộc họp giữa các lãnh đạo biên giới hai nước diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực sau khi Trung Quốc điều hơn 200 tàu dân quân tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Trong lúc Philippines điều thêm nhiều tàu đến khu vực này, thì Việt Nam hôm ngày 25 tháng 3 lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khi hoạt động trong phạm vi lãnh hải sinh tồn đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Báo chí Việt Nam hôm ngày 4 tháng 4 đưa tin, tàu hộ vệ Quang Trung của Việt Nam tổ chức diễn tập các tình huống chiến đấu phối hợp với trực thăng săn ngầm tại quần đảo Trường Sa. Tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 4, mặc dù nói rằng chưa có thông tin về hoạt động mới này của quân đội, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói diễn tập của quân đội là để nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. Thưa quý vị, nhà chức trách thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 4 cho biết, sau trận mưa lớn, hố tử thần tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ đã tăng diện tích lên hơn 100 m². Trước đó, khi hố mới xuất hiện, diện tích chỉ khoảng 30 m². Dinh dẫn lời một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị nói, sau trận mưa đêm qua, phần đất ở hố tiếp tục sụt và sạt xuống. Số liệu đo đạc mới nhất thì hố dài hơn 17 m, rộng khoảng 8 m², diện tích hơn 100 m². Vị này cũng cho biết trong 2 ngày vừa qua, nhiều chuyên gia đã về hiện trường để khảo sát tìm hướng xử lý. Trước đó vào chiều tối ngày 6 tháng 4, hố sụt xuất hiện tại mặt tiền 3 ngôi nhà ven tỉnh lộ 419, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sau khi một hộ dân tiến hành khoan giếng. Lúc mới xuất hiện, hố sụt chỉ có diện tích khoảng 30 m². Đến sáng ngày 7 tháng 4, hố mở rộng lên thành 50 m². Khoảng 20 hộ dân xung quanh khu vực được yêu cầu tạm di tản sang nơi khác sinh sống. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị đến với phần tin thế giới. Mở đầu là những cập nhật từ chính trường Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 9 tháng 4 cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, đồng thời gọi các hành động gần đây của Bắc Kinh có khả năng gây bất ổn. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với các phóng viên, chúng tôi đã rõ ràng, công khai, riêng tư bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi, mối quan tâm ngày càng tăng của chúng tôi về sự hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Khi được hỏi liệu Washington có lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra của Trung Quốc hay không, bà Psaki nói rằng, chúng tôi đã thấy sự gia tăng liên quan đến hoạt động quân sự của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ở eo biển Đài Loan, nơi mà chúng tôi tin rằng có khả năng gây bất ổn. Hôm ngày 9 tháng 4, Đài Loan cho biết 11 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của quốc đảo này.
trong đó có 8 máy bay chiến đấu. Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang cấu kết với Đài Loan để thách thức Bắc Kinh và ủng hộ những người muốn hòn đảo này tuyên bố độc lập chính thức. Bắc Kinh hôm 18 tháng 4 đổ lỗi cho Hoa Kỳ về những căng thẳng ở Đài Loan sau khi một tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển này. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố họ sẽ chiến đấu đến cùng nếu bị Trung Quốc xâm lược. Kính thưa quý vị, xung quanh mối quan hệ Washington và Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 19 tháng 4 cho rằng việc Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 7 công ty siêu máy tính của họ là bá quyền và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả. Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 4 thông báo đã đưa 7 công ty siêu máy tính Trung Quốc vào danh sách đen. Các thực thể này bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc tham gia vào nỗ lực xây dựng siêu máy tính cho các lực lượng quân sự của Trung Quốc sử dụng. Những công ty này sẽ bị giới hạn mua hàng của Mỹ, cũng như một số mặt hàng hạn chế khác được sản xuất ở nước ngoài với công nghệ Mỹ. Đáp lại, hôm 19 tháng 4, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, chính phủ Mỹ được thúc đẩy bởi mong muốn duy trì thế độc quyền và bá quyền về khoa học của mình và nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, đã hết lần này đến lần khác lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, quyền lực nhà nước và danh sách thực thể để trấn áp các công ty công nghệ cao của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này. Người phát ngôn Triệu Lập Kiên còn tuyên bố, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết trước các lệnh trừng phạt của Washington, nhưng không cung cấp chi tiết. Tiếp tục chương trình là một diễn biến khác. Thưa quý vị, Iran ngày 9 tháng 4 đã thả một tàu chở dầu mang cờ Hàn Quốc mà nước này bắt giữ trong bối cảnh tranh chấp hàng tỷ đô la trong quỹ dầu bị đóng băng. Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo đã bắt giữ tàu Hankook Kemi và thủy thủ đoàn bao gồm 20 thủy thủ vào tháng Giêng, trong đó có 2 người Việt Nam. Đến ngày 9 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo việc giam giữ họ đã được dỡ bỏ và con tàu đã khởi hành an toàn hôm nay. John Harp cho biết thông báo được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Seoul và Tehran có thể đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết yêu cầu của Iran về khoản tiền 7 tỷ đô la bị đóng băng ở Hàn Quốc theo lệnh phong tỏa của Mỹ. Giới phân tích cho rằng Iran bắt giữ tàu chở dầu HT Hankook Kemi để gây sức ép buộc Hàn Quốc nhanh chóng giải phóng số tiền bị đóng băng nói trên. Tuy nhiên, Tehran cáo buộc tàu HT Hankook Kemi và thuyền trưởng gây ô nhiễm dầu ở Vịnh Ba Tư. Liên quan đến bất ổn ở biên giới Ukraine và Nga, Reuters ngày 9 tháng 4 đưa tin các đoàn tàu mang theo xe thiết giáp chở quân và tên lửa đang tiến về thành phố Rostov, miền nam nước Nga, cách biên giới Ukraine chỉ vài chục km. Nhiều đoàn xe quân sự cũng đang rầm rộ hướng về phía thành phố Rostov. Xe tăng của quân đội Nga được miêu tả đỗ dọc tuyến đường sắt chạy song song với đường cao tốc M4 nối Rostov với vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga đang chiếm giữ. Hình ảnh hoạt động chuyển quân rầm rộ hướng về biên giới Ukraine được ghi lại trong video xuất hiện vào tuần qua. Nguồn tin của Reuters tiết lộ đây là bước đi có ý đồ của Moscow nhằm thị uy trong bối cảnh giao tranh ở miền đông Ukraine đang nóng lên. Tuần qua, giao tranh đã tăng lên ở khu vực xung quanh thành phố Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết 5 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng. Khi được hỏi về hình ảnh khí tài quân sự được triển khai tới Rostov, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận. Ông Peskov đề nghị báo giới liên hệ Bộ Quốc phòng Nga để có câu trả lời. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng không phản hồi đề nghị bình luận. Từ khi Nga bắt đầu có động thái tăng quân ở khu vực biên giới Ukraine hồi tuần trước, Kiev tuyên bố sẵn sàng tự vệ trước mọi cuộc tấn công vào vùng Donbass, nơi đã rơi vào tay lực lượng ly khai thân Moscow từ năm 2014. Kính thưa quý vị, núi lửa Chevrier trên đảo Saint Vincent phía đông Caribe đã phun trào vào ngày 8 tháng 4 sau nhiều thập kỷ ngừng hoạt động, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Các quan chức thông báo, vụ nổ đã làm xuất hiện cột tro bụi cao khoảng 6 km và đang hướng về phía đông Đại Tây Dương. Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy tiếng nổ từ Rose Hall, một ngôi làng ở gần đó, cho biết khu vực lân cận chìm trong bóng tối gần như hoàn toàn. Theo Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Saint Vincent Nemours, khoảng 4.500 cư dân gần núi lửa đã được sơ tán bằng tàu thủy và đường bộ. Nhà chức trách cũng cho biết một số hoạt động sơ tán bị hạn chế do tầm nhìn rất kém. Saint Vincent and the Grenadines, nơi có dân số chỉ hơn 100.000 người, đã không trải qua hoạt động núi lửa kể từ năm 1979. Núi lửa La Chaufrière vào năm 1902, trong một lần phun trào đã giết chết hơn 1.000 người. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cảnh sát Na Uy đã phạt Thủ tướng Erna Solberg 2.300 đô la vì tổ chức một tiệc sinh nhật trong gia đình
với số người dự vượt mức cho phép theo quy định hạn chế tụ tập để ngăn sự lây lan của virus viêm phổi Vũ Hán. Giải thích về việc trừng phạt Thủ tướng, Ủy viên Cảnh sát Ole Sivarot nói trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 4 rằng dù luật pháp bình đẳng với mọi người, nhưng không phải ai cũng ngang nhau. Ông Sivarot nói, bà Schoberg là quan chức cấp cao nhất được dân bầu và nhiều lần là người dẫn đầu trong các quy định của chính phủ đối với các biện pháp chống dịch. Vì vậy, việc trừng phạt bà là thỏa đáng nhằm duy trì niềm tin của công chúng vào các quy định y tế. Bà Schoberg đã nhiều lần xin lỗi vì đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 60 của mình cùng gia đình tại một nhà hàng ngày 24 tháng 2, có tổng cộng 13 thành viên gia đình tham dự, trong khi quy định chỉ cho phép tối đa 10 người cùng có mặt trong một sự kiện ở nơi công cộng. Hôm ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Schoberg một lần nữa nói rằng bà rất tiếc vì đã vi phạm các quy tắc của chính phủ và sẽ chấp nhận hình phạt. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Na Uy cho đến nay chỉ ghi nhận khoảng hơn 100.000 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán, trong đó có gần 700 trường hợp tử vong. Đất nước khoảng 5,3 triệu dân đã áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tiếp theo chương trình là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tháng 9 năm 2018, khắp thủ đô và thành phố lớn nước Úc xuất hiện các thông điệp của chiến dịch quảng cáo 500 triệu đô la kêu gọi người xem chứng kiến sự khác biệt của mạng lưới truyền hình toàn cầu trung ương Trung Quốc CGTN phát sóng trên các kênh Foxtel và FAST TV. Theo ABC, chiến dịch này ẩn giấu một dự báo ngầm đáng quan ngại. Chuyên gia cảnh báo, Trung Quốc đang sử dụng truyền thông để định hình dư luận và phục vụ các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu. Bắc Kinh hiện ra sức gây dựng đội ngũ nhà báo nước ngoài, thu mua không gian trên các phương tiện truyền thông hải ngoại khác nhau và mở rộng mạng lưới truyền thông nhà nước trên quy mô chưa từng có trong lịch sử. Trung Quốc vung tiền tỷ cho các chiến dịch truyền thông toàn cầu. Giới quan sát đánh giá, Trung Quốc đã nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của chiến tranh thông tin và sức mạnh truyền thông trong định hình dư luận cả trong nước và quốc tế. Không chỉ siết chặt kiểm soát truyền thông trong nước và chặn đứng mọi kênh truyền thông nước ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tham lam tạo ra một trật tự truyền thông thế giới mới và vươn ra kiểm soát truyền thông toàn cầu. Các tờ báo lớn trên thế giới như Wall Street Journal năm 2012 hay The Guardian năm 2018 đều từng đề cập đến tham vọng đáng kinh ngạc này của Trung Quốc trong thập niên vừa qua. Năm 2009, cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã từng cam kết chi 45 tỷ nhân dân tệ, tức là 9,3 tỷ đô la Mỹ cho một chiến dịch mở rộng truyền thông. Trong tháng này, Lầu Năm Góc vừa công bố một báo cáo, theo đó chỉ riêng tờ Tân Hoa Xã đã thành lập 40 văn phòng nước ngoài trong các năm 2009-2011. Đến năm 2017 là 162 văn phòng và đạt mục tiêu 200 văn phòng năm 2020. CGTN hiện có văn phòng tại London, Nairobi và Washington, cùng một đội ngũ đông đảo phóng viên khắp thế giới, trong đó có Úc. Với tuyên bố sẽ phát sóng tới 1,2 tỷ người bằng các ngôn ngữ Anh, Nga, Ả Rập, Pháp, Trung Quốc, trong đó có 30 triệu hộ gia đình Mỹ, CGTN sẽ trở thành mạng truyền hình lớn nhất thế giới. Truyền thông tốt về Trung Quốc. Năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng gọi CGTN là kênh truyền thông tốt về Trung Quốc và truyền bá tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông điệp này được xem là một trong những tham vọng của Bắc Kinh nhằm cải biến quan niệm thế giới về Trung Quốc, đồng thời thách thức nền tự do dân chủ phương Tây. Bắt chước các kênh truyền thông quốc tế mới nổi như Russia Today và Al Jazeera, Trung Quốc có lẽ muốn biến CGTN thành một BBC khác hay là một nhân tố quyền lực mềm để truyền thông tốt về Trung Quốc như ông Tập chỉ đạo. Theo nhận định của Grimmy Schmidt, nghiên cứu viên tại Đại học Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Úc. Tháng 6 năm ngoái, BuzzFeed báo cáo CGTN đang tin tuyển dụng hơn 350 vị trí nhà báo cho văn phòng London để đưa tin theo góc nhìn Trung Quốc, kéo theo một sự kiện đáng kinh ngạc khi có tới 6.000 ứng cử viên cho 90 cơ hội việc làm đầu tiên. Những nhà báo này được gọi là ngũ mao, trong tiếng Trung nghĩa là 50 xu, một thuật ngữ thông tục để chỉ các dư luận viên Internet được thuê tuyển bởi chính quyền Trung Quốc nhằm thao túng dư luận. Tiến sĩ Hai Quynh Du, phó giáo sư tại Trường Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học RMIT nhận định, nếu trật tự truyền thông thế giới mới của Trung Quốc trở thành sự thật, chúng ta sẽ được thấy một tương lai trong đó nhà báo chủ yếu giữ vai trò là phát ngôn viên của chính quyền trên toàn thế giới. Cedric Elviani, giám đốc văn phòng phóng viên không biên giới khu vực Đông Á, nói với BBC. Quyền lực mềm hay âm thầm xâm lược? Việc mở rộng Tân Hoa Xã và CGTN diễn ra song hành
cùng một chiến dịch mờ nhạt hơn liên quan đến việc thu mua không gian phát sóng, phát thanh nước ngoài và các đầu mục báo chí. Một cuộc điều tra năm 2015 của Reuters tiết lộ có ít nhất 33 đài phát thanh trên 14 quốc gia thuộc sở hữu của mạng vô tuyến toàn cầu được thiết kế để che giấu cổ đông chính là đài phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI do nhà nước này điều hành. Tuy nhiên, dù được hậu thuẫn bởi một chiến lược truyền thông ngày càng mạnh mẽ và tinh vi, nhưng các đài phát thanh này dường như đang bị cản trở bởi chính các yêu cầu phải theo sát đường lối của Đảng, giới hạn khả năng sản xuất các nội dung hấp dẫn và có sức ảnh hưởng rộng rãi. Tuy nhiên, Peter Mattis, cựu chuyên viên phân tích CIA, hiện là thành viên chương trình nghiên cứu Trung Quốc thuộc tổ chức Jamestown Foundation tại Washington, cảnh báo đây không phải là một chiến dịch quyền lực mềm. Quyền lực mềm về bản chất là thụ động, đó là về sự hấp dẫn văn hóa, hệ thống giá trị và chính trị của một quốc gia. Điều mà Trung Quốc đang làm không phải là bị động, mà là chủ động xâm chiếm. Ở Trung Quốc, hầu như các nhà báo chuyên nghiệp không thể công bố bất cứ điều gì không phù hợp với quan điểm của Đảng. Cedric Anviani, giám đốc văn phòng Đông Á của phóng viên không biên giới ASF, nói với đài ABC của Úc. Trung Quốc mở rộng truyền thông theo nguyên lý, từ chối các giá trị báo chí của phương Tây và thay bằng các nguyên tắc thân thiện với Đảng. Vào năm 2013, chính phủ Trung Quốc ra một chỉ thị gọi là tài liệu 9, tấn công truyền thông phương Tây, trong đó nói rằng các truyền thông của Trung Quốc cần truyền đi tinh thần của Đảng. Với tài liệu này, kênh ABC của Úc bình luận, tự do truyền thông ở Trung Quốc là một trong những điều tồi tệ nhất thế giới. Theo xếp hạng, chỉ số tự do báo chí thế giới của ASF, Trung Quốc ở vị trí 176 trong danh sách 180 quốc gia. Ông Arviani cho biết, hiện nay không chỉ công dân Trung Quốc mất hy vọng tự do báo chí, việc Trung Quốc gây ảnh hưởng truyền thông toàn thế giới đặt ra mối đe dọa lớn cho các nền dân chủ. Bắc Kinh cũng ra sức trấn áp các web tin tức quốc tế trong khi tuyên bố Internet hoàn toàn mở. Truyền thông Trung Quốc mở rộng khắp thế giới. Theo ABC, phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc là nguồn tin tức phổ biến nhất cho các sinh viên quốc tế, nhưng lại toàn tin giả. Phó giáo sư Hai Quynh Yu, Đại học RMIT cho biết, Trung Quốc có mạng lưới các tổ chức truyền thông rộng lớn nhất thế giới, tuyển dụng hàng ngàn nhà báo, biên tập viên và nhân viên sử dụng tiếng Anh. Theo một báo cáo của Ottawa Magazine, Canada, phóng viên Tân Hoa Xã Mark Borey được chỉ định đưa tin về chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma tới Ottawa năm 2012 và được lệnh tìm hiểu nội dung trong cuộc gặp riêng của Thủ tướng Stephen Harper và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng này. Sau đó, Borey phát hiện bài báo của mình không được đăng. Ông cáo buộc người đứng đầu Tân Hoa Xã Da Chiang Yang đã thu thập thông tin và gửi trực tiếp cho Bắc Kinh với mục đích tình báo. Borey từ chức ngay sau đó. Ông Smith, người dẫn chương trình Literate Postcard, tin rằng Trung Quốc tìm cách thu thập tài liệu và không bao giờ có ý định phát sóng. Bắc Kinh xâm nhập vào các phương tiện truyền thông địa phương khắp thế giới theo phương thức bí mật sử dụng sóng phát thanh nước ngoài truyền thông điệp của mình. Theo cuộc điều tra năm 2015 của Reuters, có ít nhất 33 đài phát thanh trên 14 quốc gia là một phần của web radio toàn cầu và che giấu cổ đông lớn là China Radio International CRI do nhà nước này vận hành. Vào năm 2017, đài ABC của Úc ngừng phát sóng ngắn ở khu vực Thái Bình Dương. CRI không bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng tiếp quản và truyền thông điệp riêng của họ. Theo tiến sĩ Smith, người dẫn chương trình Little Red Postcard, CRI hoặc các liên kết với CRI, thâu tóm các đài phát thanh trên hầu hết các thành phố lớn của Úc. Năm 2015, Sydney Morning Herald dẫn nguồn tin nói rằng phần lớn phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước này do nhà nước Trung Quốc sở hữu và kiểm soát. Trung Quốc có những thỏa thuận chia sẻ nội dung nhằm xuất bản tin tức của mình trên các tờ báo khắp thế giới dưới hình thức tờ báo miễn phí đính kèm. Tiến sĩ Smith nhận xét, bản chất những ấn bản này khiến độc giả khó nhận ra họ đang đọc nội dung do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Những tờ báo toàn trang với những lời ca tụng Chủ tịch Trung Quốc hiện có thể tìm thấy từ châu Âu, châu Phi đến châu Mỹ Latin. Truyền thông Trung Quốc có quy mô lớn nhưng không hiệu quả. Một số chuyên gia nhận định quy mô phát truyền thông ở nước ngoài của Trung Quốc đáng kinh ngạc, nhưng thực tế không hiệu quả. Ví dụ như tài khoản Facebook của CGTN có 116 triệu người theo dõi, nhưng 2/3 lưu lượng truy cập từ Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, sự thất bại này do chương trình của Trung Quốc nghèo nàn và hầu như chỉ muốn làm hài lòng các ông chủ trong đảng. Trung Quốc sử dụng truyền thông để biện hộ cho những mục tiêu bị chỉ trích. Vào năm 2017, đỉnh điểm mâu thuẫn biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Tân Hoa Xã đã xuất bản một video có tiêu đề
7 tội lỗi của Ấn Độ, The Seven Sins of India, sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và những lời lẽ khiến nhiều người nghĩ có lẽ Trung Quốc không biết gì về các quy tắc xã hội thông thường trên trường thế giới. Mặc dù Trung Quốc không dễ dàng tiếp cận khán giả phương Tây, nhưng có mối lo rằng châu Phi là khu vực dễ bị tổn thương trước làn sóng truyền thông của Bắc Kinh. Vào năm 2018, Trung tâm nghiên cứu Pew báo cáo, trong bối cảnh hạ tầng truyền thông của châu Phi yếu kém, nhiều mạng lưới truyền thông địa phương thiếu tiền mặt, Trung Quốc đã tích cực thâm nhập và kiểm soát truyền thông lục địa đen. Trung Quốc hỗ trợ tài chính và hậu cần để mở rộng phạm vi phát sóng FM của đài truyền hình Zambia dưới chiêu bài cải thiện dịch vụ công. Nhưng sau đó, một nghiên cứu độc lập của Trung tâm hỗ trợ truyền thông quốc tế phát hiện đài truyền hình sau đó đã đưa tin thiên vị. Quyền lực mềm hay xâm lược mềm? Trung Quốc đã phát triển một chiến lược truyền thông mạnh mẽ và tinh vi, nhưng nội dung của nó xuất hiện bị cản trở bởi các yêu cầu của đường lối, nội dung không hấp dẫn. Peter Matis cảnh báo rằng đây không phải là một chiến dịch quyền lực mềm, bởi sức mạnh mềm như được định nghĩa là âm thầm tự nhiên là sự hấp dẫn của văn hóa và các giá trị nhân văn. Rõ ràng, đây là một sự xâm lược mềm. Thông điệp của Bắc Kinh không cho thế giới thấy một tia hy vọng hay thay đổi nào. Nó vẫn nguyên hình là một quốc gia độc tài. Thay vì truyền đi những thông điệp hấp dẫn, nó xoay sang tìm mọi cách kiểm soát truyền thông. Ông Mattis nói, tôi nghĩ rằng trong 10 năm qua, việc thúc đẩy đã ít hơn hẳn về những thông điệp mà nhiều hơn về các thủ đoạn. Bản tin sáng ngày 10 tháng 4 của Deccan TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.